Công tác quản lý về bưu chính diễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cấp quang băng rộng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 86%, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt khoảng 88%. Hiện tại, Long An duy trì tổ chức phát sóng 5G trên địa bàn tỉnh, 5 trạm BTS 5G Việt theo tại thành phố Tân An, Cần Duộc, Bến Lức, Đức Hòa, với điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, người dân có thể dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính khi có nhu cầu về chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản, quyền sử dụng đất, nhà ở trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh. https 2 longan dịch vụ công long an gov vn Tìm kiếm thông tin các cơ quan nhà nước trong tỉnh để liên hệ, hội đáp, tìm hiểu các thông tin về chủ trương, chính sách của nhà nước về nông nghiệp, khuyến nông trên cổng trang thông tin điện tử tỉnh